Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Cận cảnh chiếc Enerbit 155 đầu tiên có mặt tại Đông Nam Bộ. Sau hơn 2 tháng chờ đợi, cuối cùng siêu tay ga cao cấp Enerbit 150 vừa được Yamaha giới thiệu tại Indo cách đây không lâu đã chính thức có mặt tại Việt Nam với kỳ vọng đoạt lại phân khúc xe tay ga từ Honda, đồng thời nắm thay thế đàn anh là Novo. Liệu Enerbit 155 có tạo nên sự thành công như mong đợi? Cùng ngắm qua chi tiết chiếc Enerbit 155 đã trưng bày đầu tiên tại miền Đông Nam Bộ trong buổi đua xe tại Bình Dương này nhé. Phần thân xe Yamaha Enerbit được cải tiến thiết kế mang lại chất mạnh mẽ với nhiều đường nét sắc sảo, tạo nên chất thể thao cũng như sự hầm hố. Hệ thống đèn pha chính được sử dụng hai cụm đèn LED và cụm đèn hậu cũng dạng LED. Ở phiên bản Enerbit, động cơ 155 phân khối, xe có trọng lượng khô khoảng 100 kg với trục cơ sở dài 1350 mm, các kích thước dài nhân rộng nhân cao tương ứng 1990 x 700 x 1125 mm, chiều cao yên xe 790 mm, bộ vành kích thước 14 inch với lớp trước kích thước 110/80, lớp sau 140/70. Cụm đồng hồ trung tâm của Enerbit đậm chất phong cách tương lai với màn hình LCD kích thước 5.8 inch. Màn hình này thông báo vòng tua động cơ, tinh tỉnh số km ở chặng đường, hiển thị tốc độ, thời gian, đang báo tình trạng hoạt động của xe. Một số thông tin cũng cho biết Yamaha Enerbit trang bị ổ khóa thông minh khởi động không cần chìa, tích hợp mở lấy đổ xăng. Phanh trước có hệ thống chống bó cứng ABS, tính ngăn ngắt động cơ tạm thời start stop system. Động cơ Duro trên thế hệ Enerbit với hai tùy chọn 125 hoặc 155. Ngoài ra trang bị làm mát bằng chất lỏng trục cam đơn SOC, Enerbit còn tương ứng với cơ cấu xả nạp nhiên liệu van biến thiên chủ động VVA. Bánh xe kích thước lớn kết hợp với yên xe hợp lý tạo tư thế ngồi thoải mái và chắc chắn, mang lại cảm giác hưng phấn khi lái và đảm bảo an toàn. Ngăn chứa đồ bên dưới rộng rãi 25 lít, chứa được hai mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng khác. Đèn hậu và đèn phanh LED nổi bật bắt mắt, cụm đèn xi nhan được bố trí ngay ở phía dưới. Hệ thống chìa khóa thông minh và núm xây tích hợp nhiều chức năng tiện ích bao gồm bật tắt khóa điện, khởi động ngắt động cơ, mở khóa cổ xe, mở yên xe, mở nắp bình xăng, định vị tìm xe. Hệ thống ngắt tạm thời SSS giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Phanh trước chống bó cứng ABS, kiểu dáng hầm hố cực kỳ thể thao của Enerbit 155, khá giống như một chiếc xe tương lai giữa Novo và Enmax. Bình xăng nằm giữa khá giống như chiếc AB. Một điểm cá nhân hóa mà mình thấy hài lòng nhất đó là phần ốp đầu xe nhìn khá ngầu. Chiếc xe đổi dáng cùng với người đẹp. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.